các bạn hãy đeo tai nghe thưởng thức chất âm thật sự luôn. Rất hay luôn các bạn nhá. Tầm giá tuyệt vời. Đừng hỏi vì sao tôi nhớ người. Có gì cái mà hoạt động thì đối diện rất cao. Nhớ mắt môi thiết tha một chiều gió nhẹ bay. Nhớ chàng người ấy tình đầu. Anh giờ đang ở nơi nào? Em Huyền Minh đang test có một chiếc loa, các bác nghe cảm nhận nào? Thật sự tuyệt vời. Bao lần hẹn hò dưới mưa. Từng chiều mình lang thang, mà giờ đây anh đang trốn nào, biết chẳng em buồn. Một chiếc bát hai làm đánh từng ở trời. Chiều lang thang trên phố dài, vẫn bước qua những nơi ngập tràn dấu tình yêu. Khóc cho lần cuối tình mình, sao giờ theo cánh chim trời. Thiết tha tình ngập tràn trong tim, giờ tim đau mỗi hôm đã xa, đã trao hôm nào. Mưa buồn như xóa đi bước chân mình qua nơi này, tiếng mưa rơi quặn thắt như vô tình, làm sao khởi đeo tai nghe và thưởng thức cái đoạn clip em Minh vừa review ấy, thật sự luôn à. Em Minh thì thường ở tiện kho em quay luôn đáng nhẽ này, mà thì test loa này đáng nhẽ em phải mang ra cửa hàng test và test trong phòng riêng cơ. Nhưng nếu bác nghe cái chất âm của nó đánh ngoài trời, một cặp loa bắt 25 mà chỉ đang đánh sử dụng trên driver có một chiếc thôi, quá tuyệt vời. Và những gì đó chính là ở cái cặp loa turbo bắt 25 thể hiện đánh ở không gian từ 25, 30 và 35 mét vuông các bác nhá. Anh em bắt vào dần đi. Đấy, Thái bắt vào dần đi. Thì những cặp loa này trong tình trạng về tuyển đẹp phục vụ bác anh em chơi. Đấy, rút anh cái dây loa đỡ vướng. Mọi người sẽ ra rút dây loa. Anh đỡ vướng. Ông đi tí đi vào đá đứt rồi giờ. Bác thấy này. Từ cái phần bát này, từ phần thùng này còn rất đẹp bác nhá. Còn tất nhiên là hàng đây em chưa vệ sinh hẳn đâu. Đây hàng đây mà hôm nay quay về quay mộc luôn vì vừa sáng quay đẩy, chiều quay loa. Thì tổng lô này em về được có gần 20 cặp thôi các bạn, không nhiều. Có gần 20 cặp thôi ạ. Bát 25. Đây sau khi lau chùi đây. Lau chùi cái đẹp sạch ngay. Một người lấy cái rẻ sạch đây lau cho anh cái lau luôn thử thực hành luôn con này này. Đây con này bẩn bẩn lau đi cho anh xem nào. Các bạn nhìn độ. Các bạn đừng nhìn vào loa bãi bẩn như là một số anh em quay ấy, là nó đẹp ngay từ đầu là anh em là dọn nha anh là các bác người ta được tuốt rồi. Còn đây em mình là quay mộc, hàng nhé nó về nhiều vật về theo lô lấy rẻ chưa? Nhanh lên ra đây. Đấy bác nhìn, khi bác nhìn này. Đồ bẩn này thôi, lau cho anh cái nào. Đen thui ngay, vì đây là cái treo phòng hát mà bác. Đấy. Sau khi lau xong đây, đen thui luôn. Em quay luôn vết nào bao nhiêu. Đen nhánh luôn nhá. Thì nó lướt rồi. Sạch ngay. Căng này căng lỉ thì em sẽ tiến hành ngày mai em sẽ tiến hành giặt. Người quan trọng là hôm nay quay trực tiếp với lô loa này về và test cho bác thẩm thức chất âm với một chiếc loa thể hiện ở không gian ngoài trời như thế nào. Thì một cặp này thì sự luôn là cái dòng này sụp driver cái tép của nó ấy, là sụp của chép nó chép của BNC như là chép của Ý lên cái tính tép nó ra nó rất là sáng. Các bác khi nghe ngoài trời cảm tưởng như đang đánh trên một đôi loa hay là đánh trên một cặp loa bát 50 vậy. Đấy. Turbo sao này. DH120-8 Turbo Power Audio.com.ltd. Anh em đang tập trung đang bắt vào luôn các bạn. Thì ở đây bác nhìn driver của nó, thứ nhất củ chép của nó là củ chép như em vừa quay đây, là củ chép của BNC luôn bác nhá. Chép BNC. Đấy. TPA DH1208. Đấy. Vào củ bát. Lần lượt cho anh người béo. Lần lượt cho anh.
quả phân tần đây rất gấu nhá, cực kỳ gấu luôn, phân tần hai mặt thôi nhá, phân tần hai mặt, hai cuộn cảm, ba tụ do si bên kia đèn chết, ba ở quần do tách, tụ do tách chỉ dễ gặp trên những cái dòng loa phân khúc bán cao cấp thôi nhá, mình tích hợp do tách này, chung củ bát TPA L10 xẹp 200-8 turbo audio.co.ltd nhá. Bác nhìn ở đây bác thấy này, cái phần bát nhá là nó sử dụng bát ở đây, bát là côn dây dẹt hổ. Ở đây tại sao lại em muốn nhấn mạnh là cái bát côn dây dẹt, côn nhôm dây dẹt, tại vì là nó sử dụng côn dây dẹt ấy thì cái độ tản âm của nó, tản nhiệt ấy. Đấy, nó tốt hơn so với dòng côn thông thường, côn hở bác nhá. Đấy, bát bánh răng, đấy côn hở bánh răng. Đấy bác nhìn thấy côn luôn của côn luôn bác nhá. Con này như em nhìn là nó đời 2015 các nhá. Năm 11 12 3 4 15. Bát đây, bát còn dưỡng rất đẹp luôn vì là đằng trước của nó là sử dụng căng lỉ chắn bụi nên là dưỡng còn rất đẹp các bạn. Thiết kế thùng cân. Thiết kế thùng cân các nhá. Em quay đây. À quên, từ đầu giờ em Hiếu Minh cũng chưa báo giá, thì báo cáo ấy, thì mà với mức giá mà Hiếu Minh đang chào bán các bác một đôi loa này giá là 4.800.000 đồng, các sự cho mình của đôi loa Turbo Sound Power Turbo. Thị trường thì bác ơi, thì những cặp bát Turbo Sound này mà nhập mua giờ thì cũng rất là đắt các nhá, cực kỳ đắt luôn, nó không rẻ tí nào đâu. Bát Turbo là thương hiệu nổi tiếng rồi. Cho anh phần hậu cái đấy, ơi cho anh phần hậu cái anh xem model với cái model nó này là T10. Đấy, công suất là 200W luôn, chở 8 ohm. Thiết kế tay nắm và sách nguyên. Và cái điều quan trọng driver dòng này ấy, nó driver là ống thoát hơi. Có để thấy không ạ? Ống thoát hơi là ống thoát hơi phía trước nhá. Đấy. Và ống thoát hơi phía trước thì nó chỉ tích hợp trên những cái dòng loa gọi là nhiều anh em gọi là nói mỹ miều là dòng loa xuất Âu ấy, nhà dòng xuất nước ngoài ấy, thì mới dùng driver thoát hơi phía trước. Đấy. Vào con này chủ driver thoát hơi phía trước. Cái tổng quan này mình cũng về hàng cái nhá, hình cũng test qua, cũng là test luôn để bác nghe luôn cả cảm nhận chất âm cặp loa. Cái điều quan trọng là bên em cái thời điểm này em về ấy, là rất nhiều phân khúc đẩy, nhiều phân khúc loa. Tất nhiên là em cũng lên luôn hình luôn để thứ nhất quảng bá rồi các bác. Cái thứ hai là các bác hợp gu bác mua được những cặp loa ở phân khúc tầm nào tiền, vì nhớ thì rất nhiều phân khúc lựa chọn. Thì hôm nay em Hiếu Minh lên cho bác một driver và lên một model loa phân khúc là 4.800.000 đồng. Thì bác sử dụng cặp loa này cộng với nếu bác cầu ghép dễ dàng ghép vào con đẩy mới, Hiếu Minh đang bán cho bán nó 2.5 triệu, thì bộ dàn lúc đó chỉ chục triệu, bác coi có mình có bộ dàn chất lượng rồi. Đấy. Và xin lái chào tạm biệt bác nhá.